Kính thưa quý vị, kính thưa quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hệ thống dạy và học online của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Hệ thống học online của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông gồm có 4 trường sử dụng cho các hoạt động khác nhau: trường học trên Zoom, trường trên YouTube, trường trên website và trên Google Classroom. Thưa quý quan khách và quý cha mẹ học sinh, chúng ta đang ở sảnh chính của trường trong Zoom. Tại đây, trong lúc chờ vào lớp, học sinh có thể trò chuyện với nhau bằng công cụ chat riêng tư. Cũng tại đây, vào đầu buổi học và giờ giải lao, học sinh được thưởng thức những tiết mục ca múa của nhà trường hoặc các clip phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đêm yêu thương đi đến nơi nào cánh đổi tình. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi vào thăm các phòng học. Đây là danh sách các lớp học trong đợt ôn tập lần này. Ban giám hiệu, các giám thị và các giáo viên có thể ra vào bất kỳ lớp nào để quản lý, điểm danh và quan sát tình hình dạy và học của từng lớp. Chúng ta đang vào thăm lớp 11A của thầy giáo Lương Hoàng Vũ. Đây là quang cảnh lớp học. Chúng ta có thể quan sát nội dung thầy dạy và việc học của học sinh giống như chúng ta đang bước vào một lớp học trực tiếp vậy. Như vậy chúng ta sáng giờ chúng ta thấy là tay chắc đều nè, phải thuộc trường cao của nó, không thuộc là thua. Cạnh nhân căn 3 chia 2, cạnh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tam giác vuông cân, cạnh huyền sẽ bằng cạnh nó vuông nhân căn 2. Trường học thứ hai là trường học trên YouTube. YouTube là nơi lưu trữ các video học tập quan trọng của nhà trường, là nơi nhà trường livestream để phục vụ cộng đồng. Để vào kênh của trường, quý vị search trong YouTube với từ khóa là Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Và đừng quên subscribe kênh để lần sau quay lại cho dễ nhé. Để xem các video, các bạn click vào playlist, tức là danh sách phát. Rồi chọn môn học và cuối học cần học. Trong việc học online, sự ghi chép của học sinh có thể không chuẩn mực, chuẩn tắc. Do đó, sau khi học ở Zoom, giáo viên sẽ post bài tóm tắt lên website của nhà trường. Học sinh có thể học lại bài ở đó. Đây là tài liệu học tập của trường, gồm đầy đủ các môn, các khối lớp. Cuối bài học sẽ có một đường link để học sinh sang một trường khác làm bài tập, trường này do Google cung cấp. Mọi người cũng có thể vào trường trực tiếp qua bất kỳ một trang Google nào như Gmail, Google Dịch, Google Tìm Kiếm, v.v. Ở góc trái bên phải, click vào app để chọn Google Classroom. Đương nhiên, bạn phải là thành viên của trường chúng tôi thì bạn mới thấy được các lớp trong trường. Tại đây, học sinh sẽ làm bài tập, bài kiểm tra mà giáo viên đã post sẵn và giao nhiệm vụ cho học sinh. Sau khi học sinh làm bài tập xong sẽ có kết quả ngay, học sinh có thể biết được điểm số của mình, kết quả của từng bài tập. Giáo viên có thể hỗ trợ giảng giải thêm cho học sinh.
Hàng tuần, Google gửi cho cha mẹ học sinh một email tóm tắt về quá trình học tập của học sinh trong tuần đó. Cha mẹ học sinh có thể theo dõi việc học của con mình ở bất kỳ nơi đâu. Thưa quý quan khách và quý cha mẹ học sinh, với các công cụ mà nhà trường đã xây dựng, nhà trường hy vọng học sinh sẽ được học online hiệu quả, không khác học trực tiếp. Quả thật, với công nghệ thời 4.0 cùng những đám iCloud mỹ miều, thế hệ này đã có thể dạy và học trên mây. Virus corona cùng với dịch Covid-19 không thể ngăn cản chúng ta dạy học.